rộn tiếng cười vui. Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đêm kiếp sau. Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy. Vâng, em Hiếu xin mến chào tất cả bác nhá. Thì trong buổi sáng nay thì anh em chúng em đang tập trung dọn lô loa. Đó là lô nhưng về không nhiều, còn vẫn hơn chục đôi được các bạn. Ở dòng loa đến từ thiệu Mỹ, đó là P-Bay CK32. Thì ở phân khúc tầm tiền ý, thì báo cáo bác thì đây là lô loa có thể em nghĩ là hay nhất trong các phân khúc loa ở phân khúc tầm trên 10 triệu nhá. Thì cũng báo giá luôn cho bác thì trong clip này thì em Minh sẽ ra chương trình khuyến mãi cho bác. Bình thường ý là em bán là mức giá 13 triệu, là so với thị trường đã giá tốt lắm rồi. Nhưng vì là số lượng cũng không có về nhiều, về được có hơn chục đôi, thì hôm qua em quay kia em xếp hàng kia. Thì ở kho thì em với mình cũng không phông bạc nhiều các bạn. Tại vì là trong sáng nay là phải dọn ngay xong lô loa này, nghĩa là dọn kiểm tra thôi. Để về hàng cũng đẹp lắm rồi, còn đến khi gửi đến cho bác thì em cũng tốt tác tí nhẹ tí các bạn. Đấy, tại vì trong chiều nay là em lại về thêm loa nữa, nên là mình nên là em phải làm nhanh để là chơi về thêm lô loa nữa, quảng cáo đến giới thiệu với bác. Thì ở kho chứ thì nó hơi bừa bộn tí, mong các bác thông cảm nhá. Nhưng điều quan trọng là đến với Hiếu Minh Auto thì bác biết rồi, là đơn vị nếu mà em nghĩ là chắc ở đất nước Việt Nam này nếu mà nhập hàng bãi, em nghĩ chắc chỉ có 1-2 người nhập như em thôi, em nghĩ vậy. Chứ em không nói em là nhất, nhưng mà em nghĩ là vậy. Thì số lượng em về bác nhìn bác biết đúng không ạ? Vì em về bán cả thợ cả cửa hàng cũng cả lẻ, nên là anh em có nhu cầu hỗ trợ nâng cấp đổi cáp lưng đời thì liên hệ đơn vị Hiếu Auto nhá. Và những cặp loa hôm nay thì những cặp loa sẽ đáp ứng tiêu chí của bác là đẹp xuất sắc này, tuyển chọn này, zin đấy. Và cái thứ hai nữa là giá thành hợp lý, thì em áp dụng chương trình khuyến mãi cho các bác này, là em sẽ giảm thêm cho anh em giá còn 13 triệu. Em chỉ áp dụng 2 ngày thôi nhá, 13 triệu giảm còn 12 triệu tại cửa hàng, giá tại cửa hàng em chưa bao ship đấy, vì là giá nó chỉ chênh lệch nhau thế thôi, mình ăn ít đi thôi. Thì bình thường trên trường đang bán cũng giá khoảng 13 triệu rưỡi, 14 triệu rồi. Thì em bán bình thường 13 triệu đã giá tốt rồi. Thì hôm nay em chỉ bán cho bác bớt thêm khoảng 12 triệu, chỉ áp dụng trong 2 ngày. Nhưng mà các bác xem clip này thì áp dụng thêm nốt hôm nay và ngày mai thôi. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Hiếu Auto nhá, qua số điện thoại đây, hoặc đến cơ sở Hiếu Minh là 364 Quang Trung ở Hà Nội, hoặc 48B cư xá Ba Điểm, quốc lộ 2, quận Long Biên, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Thì tại hai cơ sở thì cũng luôn sẵn hàng phụ bác anh em với tất cả các mẫu loa, mẫu mã loa mới nhập khẩu cũng như mẫu loa loa bãi đa dạng để các bác có thể trải nghiệm âm thanh các phân khúc tầm tiền. Thì bên em đều hỗ trợ các bác được, cả phân khúc loa tầm 450 triệu, 780 triệu, 100 triệu đều có các bác anh em chơi. Vì sao em bán nhập nhiều vậy, thì các mẫu nhiều đa dạng vậy, để là em muốn là đóng góp cái sức lực mình là phục vụ đa dạng các phân khúc khách hàng, dù những bác ở phân khúc bình dân như nhà chưa có điều kiện, bác nào ở phân khúc điều kiện với phân khúc tầm trung đều có các model để phục vụ bác anh em chơi nhá. Thì báo cáo nhập thẻ thì cũng rất là tốn kém, nhưng mà thì các anh em bán lâu năm được rất là sự ủng hộ các bác, nên là rất mong sự ủng hộ các bác đối với những sản phẩm em về hàng đây. Thì bên em cũng nỗ lực nhập những lô hàng đẹp và giá tốt luôn để cho bác anh em lựa chọn. Thì ở đây thì em sẽ test luôn bây giờ cái chất âm để bác cùng xem. Em sẽ quay review nội thất rồi test chất âm cho các bác cùng nghe nhá bác nhá. Thì đối model này, nó form của nó ấy, là form của nó em nói là form thùng cân không nhá. Chiếc cái bài form thùng cân các bạn. Và đối dòng này em rất là kết, là thiết kế được gì, cái tiếng của nó ấy, cho ra rất là sang, rất là sang luôn nhá. Dòng này nhá, súng driver của nó ấy, là cái dòng driver nhà bass chép của Mỹ các nhá, còn lắp ráp tại China. Như thì cái dòng BV ấy, bây giờ ấy, hay những dòng JBL những bản đời mới bây giờ ấy, thì 100% sản xuất tại China rồi. Nhưng điều quan trọng nó là xịn đó nhá.
Thì hàng về nó còn nguyên cả cái siêu tem đằng sau này. Nguyên tem siêu đằng sau này. Đấy. Được may lô này về. Và rất là kết cái dòng này nó là đằng sau nhá. Nó có cái hộc hộc để chắn chắn chuột các anh chưa. Chắn chuột các nhá. Chắn chuột bọ. Tay nắm sách hai bên vát chéo. Đấy. Sơn sần và vẩy sơn vẩy sần có nhá. Đấy. Rất chắc chắn luôn. Nên là đi xe CD luôn. Này CD này. À, 315 này. Ở đây, không phải, cái CD là CD mã kết quả hay sao ấy. Đấy. Là CD đây. Đấy. Với công suất hoạt động của nó cho ra là các bạn có thể thấy đây là công suất hoạt động của nó đâu rồi nhỉ? Là 600W thôi nhá. Max của nó chịu đựng là 600W thôi nhá. Max power 600W của Dogam ở hỗ trợ 8 ohm. Dòng này thì các bác đánh nồi đôi này mà đánh không gian nhỏ ấy là gần như là không gian tầm khoảng 20 25 30 mét vuông ấy là không cần súp. Vì bản thân cái dòng này ấy là tiếng bass nó rất là sâu các bạn. Tiếng bass nó rất là sâu nhá. PV này, dập cả trên logo này. Với dòng này thì anh em thị trường bán rất nhiều và bao năm nay rồi, 4 5 năm nay rồi, nhưng thỉnh thoảng mới ôm được cái lô về thôi. Lô vì nó ở phân khúc là phân khúc là bán cao cấp nên là nó không về nhiều, nó không phải như những dòng loa cỏ mà 3 4 triệu mà nhập về 6 70 đôi được các bạn. Những dòng này thì nói là lô nên chỉ được tầm khoảng hơn chục đôi thôi. Đấy nên là anh em có nhu cầu thì liên hệ em. Thì em quay tổng quan quát về hàng đẹp cho bác anh em này xem này. Được chưa? Bác rất đẹp các nhá. Rất đẹp luôn. Em có đeo em khoe hết các bác ạ. Khoe hết anh em luôn. Đấy. Khoe hết luôn. Đó. Xem lô loa đẹp thế này. Có chơi chơi bác mua những phân khúc nào phân khúc đời thấp có anh em có nhu cầu hỗ trợ nâng cấp đời cao thì liên hệ đơn vị Hữu Đô. Và với giá thành mà em đang chào bán đây các bác chỉ mua những đô loa OEM nha, đô loa tại đô loa đặt tên ấy, gọi là đô loa đặt tên thôi. Còn các bác mua đô loa mới thì giá đâu đó nó khoảng độ khoảng 30 triệu khoảng đấy. Các bác gõ lên Google luôn, gõ lên Google. Thì bên em đang hiện tại đối với VIPay thì em đang có các model như là ZAT 12 CK72 thì hết hàng rồi. Còn ZAT 12 và CK30 thôi. Nghe ZAT 12 em còn ít vì lô này về hơn chúng tôi thì còn nhiều hơn này. Thì hiện tại em có ZAT 12 và CK32 các bác nhá. Em tháo ở ốc để bắt mở phân tần cho bác xem này. Đây em sẽ quay review chi tiết cho bác cùng xem. Đối dòng này thì nó sử dụng là từ nhá, là từ 19 coi 76 nhá. Đít lồi, ống thoát hơi phía sau. Sử dụng đít của nó cái phần nói bệnh. Và các bác này cái phần phía sau của nó của phần bích từ này là nó sử dụng nó là bích từ ánh 7 màu các bác nhá. Bích từ ánh 7 màu ấy thì thường các bác chỉ chơi nó tích hợp trên những dòng một là dòng loa cao cấp hẳn thì đa số nó chỉ dùng tích hợp trên những dòng loa cao cấp thôi, gồm như các bác để ý những dòng như là BB 5000C, BB 2012 ấy, hay những dòng loa như JBL nhưng nó tích hợp ở trên tép neo của nó ấy. Đấy, như là ý hiếu mình là nó sử dụng bích từ trắng ánh 7 màu này là cái phân khúc bát nó cho cái chất bát nó rất là hay các bác nhá. Tính rất là sang, mở giá thành hợp lý và cái đồ dặn trọng là loa tuyển chọn thì như thế này. Thì bất thì hàng vãi về thì nó cũng không thể tránh được những cái vết xước nhẹ các bác nhá. Đây là em quay mộc nhá, chưa mộng mung má tuốt ta thì nó những vết xước nhẹ này không tránh được các bác nhá. Thì mình tí nữa em sẽ lấy cái lọ sơn xịt nhẹ qua cái này bạn là che đi ngay các bác ạ. Đấy. Quan trọng là hàng về đẹp, bát thép nó đẹp này các bác này. Bát thép đẹp này. Đúng nhiên này. Cái dòng này thì nó sử dụng là gông của nó là gông là sử dụng 6 gông kép bác nhá, 6 gông kép ạ. Đấy, còn rất là mới luôn. 6 gông kép các bác nhá. Đấy. Gông kép đẹp của bát ạ. Bát này. Nó nhận cánh nhận quay này ở đây sợ không đủ độ sáng, nhận hơi vàng gọi là hơi cánh gián tí. Và keo co nhá, để keo co này, lấy. Và cái màng của nó nhá. Cái màng nó này bác nhìn này. Giữ nguyên này, chúng giữ nguyên này. Bác nhìn cái màng nó này. Dùng nhiều quá nó vỡ phân giải. Bác nhìn cái màng chưa? Nghĩa là cái đây là thiếu độ sáng quá nhỉ. Đây bây giờ nhìn bác. Đấy bác nhìn không? Nghĩa cái màng của nó rất là hay, cái dòng màng VIPay này. Là màng nó nhá, cái lỗ nó dập lỗi đô đây, mình quay bác. Đấy đây bác dễ nhìn, thấy chưa? Thấy chưa? Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, đặc thù cái màng đó. Đấy, đẹp thì sau đằng trước đây thì trước mà màng trơn phân nụ tẩm dầu 3 lớp nó cái phần trước nó cái phần căng ấy là ở lớp căng nó có một lớp vải chống bụi nên là bên trong dưỡng còn rất là đẹp ấy, dưỡng rất là dày dưỡng này. Đấy. Và điều quan trọng
Với giá thành như này bác sử dụng cho mình đôi loa gì ạ? Đôi loa đó là sử dụng tép neo, neo uranium bác nhá. Neo uranium là dòng neo cao cấp nhất trong phân khúc neo, và nó chỉ tích hợp trên những dòng loa cao cấp thôi, gồm JBL hoặc PV thôi. Đấy bác nhá. Thực ra tôi cái chính xác cái công ty của JBL hay là PV bản chất nó là một các bác nhá. Bản chất nó là một. Đấy. Thì đây nó sử dụng là neo bánh răng các bác này. Neo bánh răng này. PV mã neo của nó là KT14 neo. Đấy bác nhá. Mã neo KT14 neo, đấy ghi rất rõ các bác này. Thì ra IZUSA, nghĩa là cái dòng này sản xuất theo dây chuyền công nghệ của Mỹ các bác nhá. Cái phần phía ngoài thì nó tập luôn chữ PV các bác này. Phía ngoài phía rất là dày các bác nhá. Và quay bên trong đây thì có thể thấy này. Bên trong nhá. Bên trong thì nó sẽ sử dụng phân tần của nó những dòng sục đồ driver của Mỹ. Chính xác gọi đây gọi là đây là hàng của Mỹ mà là chỉ là hiện tại bởi nhà máy là lắp ráp tại China thôi. Đấy, nói rõ các bác luôn. Phân tần này. Bác nhìn phân tần CK32 này. Đấy, nó có bóng chống cháy cho la bát, nó chép nên là cái dòng này dùng rất là bền, không lo bị cháy bát thì chép bác nhá. Đấy. Cái phân tần bác đừng nhìn đơn giản, thực ra một phân tần nó là hai, vì đây bác nhìn không? Nó hai mặt đấy bác nhìn chưa? Em mới lật lên này. Nó hai mặt đấy bác nhá. Hai mặt các bác nhá. Rồi sử dụng hai mặt phân tần. Đấy. Nên là một phân tần thì bản chất nó là hai các bác nhá. Thì nó hai mặt. Đấy. Hai mặt liền. Ok. Quay rồi, quay đằng kia rồi. Bây giờ em sẽ tiến hành test một đoạn nhạc, mở nhạc gọi nhạc nhạc có lời bác nghe cái chất bát nó. Đằng sau chú rút rác à chú? Cắm ổ rác bạn. Để con nghe đầu cùng với mình nhá, em test đây. Em để quả em tháo căng ra, để căng trước. Và báo cáo với cái dòng này nhá. Căng của nó là logo xoay bên này. Logo xoay nhá. Cái này logo xoay đó nhá. Logo xoay được treo ngang thì xoay. Cái này lắp phòng hát thì hết ý luôn. Anh em lắp phòng hát mà đang có nhu cầu mà mở phòng mới thì hết ý. Vì tiếng nó ra rất là ok, rất là hay luôn. Mua đôi này mới thì đã 30 khoảng 30 32 triệu. Có mua hàng bãi thì giá nó êm hơn được hơn nửa tiền. Đấy, anh em có nhu cầu liên hệ đơn vị Mero. Anh bài này. Trên thị trường mà em đã bán rồi nhiều rồi, mà hiện tại đơn vị em đang bán nhiều loa, em nghĩ là đôi này trong đồng tiền này hay nhất trong khúc này luôn, rất là tuyệt vời luôn bạn. Không biết thu hết vào không, đánh đôi này mà các bác đánh không gian 30-35 mét không phải xốp các bác nhá. Tính bát rất sâu vì nó lại sụn tép neo, lời sáng rõ trong trẻo. Mời các bác chơi những dòng loa này, nó là dòng loa T
tên tuổi, đồng loa đẳng cấp, nó là top thế giới rồi. Nghe top mà tên tuổi bác đọc cái tên là bác biết rồi. Đấy, chứ quẩy những và giá tầm tiền nó chỉ bằng một đôi loa mà các bác mua thị trường những đôi loa hàng đặt tên thôi. Đấy. Mà cái chất âm người ta những mua những đôi loa bãi này người đã dùng được mấy năm rồi, đến tay các bác người đã dùng mấy năm rồi, mà đến tay các bác những đôi loa siêu lướt tuyển chọn đẹp này, cái chất âm nó bền các bạn. Chơi những hàng xịn chất âm rất là bền. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em qua số 2 đây nhá, hoặc đến cơ sở Bình Minh là 364 Quang Trung ở Đà Nội, hoặc 48B khu 6 Bắc Đường Cô Đơn 2 quận Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh có nhá. Và xin thân ái chào tạm biệt các bác nhá.